Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm. Tập 96. Chương 951, Tư Tình Đại Tế, 1. Hắn không nhìn nhiều, nhớ lại người thần bí lúc trước đi vào, hắn đến trước cửa, vươn tay mơ hồ vẽ lên cửa, sau 3 lần liên tiếp, cửa cung điện tỏa ra ánh sáng, hắn nghiêng người bước vào cửa. Cung điện vốn lạnh như băng kia nay đã trở nên như nước. Khi hắn đi vào bên trong cung điện này, trong mắt là một mảnh trắng thuần, đầu tiên là một khoảng đất trống, phía trên khoảng đất trống đó là từng cái giếng giống như mặt trăng, đều có hình bán nguyệt, khí lạnh tỏa ra từ đó. Lâu Cận Thần đi tới nhìn thử, chỉ thấy bên trong từng cái giếng như mặt trăng đều có mặt nước trong veo, điều khiến hắn cảm thấy không thể hiểu được là trong nước dưới giếng lại có ảnh ngược của mặt trăng. Nơi này rõ ràng là ở trên mặt trăng, nhưng vì sao có thể nhìn thấy mặt trăng từ trong cái giếng chỗ này chứ? Khi hắn đi xuyên qua từng cái giếng hình mặt trăng tới mái nhà cong, nhìn lại giếng mặt trăng, hắn đột nhiên cảm thấy những cái giếng mặt trăng này có thể là một pháp trận. Hắn không quá hiểu biết về pháp trận, chẳng qua cảm giác có thứ gì đó huyền bí ẩn chứa trong đó. Hắn không nhìn lâu, xoay người dọc theo mái nhà cong ở trong đó rời đi, ngay lập tức liền phát hiện phong cách kiến trúc nơi này cực kỳ cổ điển. Cung điện này bị chia thành nhiều cái sân kích thước khác nhau, bên trong mỗi cái sân đều có một hoặc vài cái giếng hình mặt trăng. Trên mỗi cái sân đều có đánh dấu tên, có chỗ viết Bão Nguyệt, có nơi viết Chiếu Nguyệt, Hiểu Nguyệt, Viên Nguyệt v.v. Có thể thấy đệ tử Tố Nguyệt Cung ngay lúc đó thành lập tòa cung điện này cũng có một phen ý chí, muốn tuyển nhận một nhóm đệ tử lớn mạnh ở đây. Nhưng nàng lại gặp phải đệ tử của Thái Dương Thần Cung. Lâu Cận Thần không có mạo muội đi vào trong những cái sân này, bởi vì hắn cảm giác nơi đây chưa từng có người ở. Cuối cùng, hắn nhìn thấy một cái sân tương đối lớn, bên trên viết hai chữ Cận Nguyệt. Cửa sân đang mở, hơn nữa trong sân trồng đầy các loại hoa cỏ quái dị, hắn có thể tưởng tượng được. Những hoa cỏ này nhất định đều là một ít linh thảo và linh dược. Đáng tiếc hắn không biết chế thuốc, không có cách nào phân biệt được những thứ kia là linh thảo gì. Lâu Cận Thần tiến vào trong đó. Hắn tương đối cẩn thận, bởi vì lúc trước đã có một người đi vào, nhưng hắn đi lâu như vậy vẫn chưa nhìn thấy người nọ. Đẩy mở một căn phòng trong đó, phát hiện phòng này hẳn là một khuê các, bên trong có cái gương, gương như trăng tròn, mặt trên có hộp trang điểm. Còn có chút đồ trang sức ở bên trong. Nhưng hình như thời gian quá lâu, màu sắc của đồ trang sức đã biến thành đen, không còn linh trạch. Bên cạnh có một cái giường lớn, trên giường có màn tre, có chăn, nhưng không có gấp lại, giống như có một người mới vừa tỉnh ngủ liền rời đi, chưa kịp xếp chăn lại. Trên vách tường treo một bức tranh lớn, bối cảnh được vẽ ra là màu đen, nhưng trong đó lại có từng điểm ánh sáng trắng xanh. Lâu Cận Thần nhìn kỹ, hắn cảm thấy có thể là tinh đồ của tinh vực nào đó. Mặt trên có chữ viết, Hãn Hải Tinh Đồ. Hắn cẩn thận quan sát Hãn Hải Tinh Đồ, nét mặt chuyên chú, giống như đang phân biệt nội dung trong đó, nhưng bên trong cái gương, không biết từ khi nào có một gương mặt với một con mắt thò ra ngoài. Đó là một con mắt màu máu, nó thò ra từ trong gương, dòng ngó ở phía sau Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần đột nhiên cảm giác được cái gì đó nên quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy gì. Hắn lại quay đầu nhìn tinh đồ, chợt phát hiện trong tinh đồ có mấy ngôi sao màu sắc khác nhau, mang chút màu đỏ, hắn cảm thấy có thể là mặt trời. Hắn hơi hoài nghi đây phải chăng là tinh đồ của mảnh tinh vực nơi mình ở, chẳng qua hắn không có cách nào chứng minh được. Trên vách tường bên kia còn có một bức tranh, bên trên viết một vài chữ, trắng thuần rơi xuống trước cửa sổ nhỏ, trăng ở tinh vũ sáng rực trên trời. Phía sau hai câu này có chữ ký là Liên Vân. Nó được viết bởi Liên Vân đã lập nên tòa Yên Lam Tố Nguyệt Cung này. Bản thân treo đồ tự viết ở đây, có thể thấy đây là một nữ tử có chút tự luyến. Hắn dạo quanh một vòng, nhưng không nhìn thấy chỗ nào nổi bật nữa. Lúc hắn định đi ra ngoài thì đột nhiên quay đầu, nhìn về phía gương trang điểm, vừa lúc trông thấy một gương mặt thò ra ở nơi đó đang nhìn trộm. Khoảnh khắc nó và Lâu Cận Thần đối diện nhau, trong đôi mắt của Lâu Cận Thần dâng lên chút tia sáng mặt trời, nháy mắt rơi vào người nó. Bóng người quỷ dị trong gương chớp mắt bốc cháy, nó vọt ra bên ngoài, nhưng nhanh chóng bị đốt như tờ giấy khô trong hư không. Ánh mắt của Lâu Cận Thần nhìn chăm chú vào nó không rời,
mãi đến khi nó bị đốt thành tro bụi. Lâu Cận Thần cảm nhận được khí âm quỷ từ trên thứ kỳ dị này. Ngay phút đầu tiên hắn đã cảm giác được đối phương dường như đến từ chính cõi âm. Nhớ lại bóng người biến mất trước Tố Nguyệt Cung đã thấy trước đó, ngược lại xác thực có vài phần giống như tồn tại của cõi âm. Chương 952, Tư Tinh Đại Tế 2. Kể từ khi Lâu Cận Thần thu được một thái dương nhẫn, nhận thức của hắn về mặt trời cùng với phún bạc chi pháp của nó đã đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới. Cho nên lúc thái dương nhẫn bị lạc mất ở trong thái dương cung, hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc, dù sao đó là đồ do người khác luyện chế. Khi hắn dùng thì luôn cảm thấy xa lạ và cảm giác nóng bỏng, loại cảm giác nóng rực kia luôn sẽ không ngừng trồng lên, khiến hắn khó chịu. Cộng thêm ngày hôm đó trưởng môn nhân của Ngân Hà kiếm phái đột nhiên tiến đến, dưới kiếm của hắn ta, Lâu Cận Thần đã không cách nào làm được chuyện dư thừa. Hắn tiếp tục đi vào một căn phòng khác, phát hiện nơi này vậy mà là một thư phòng. Khi hắn đi vào thư phòng liền cảm giác được một luồng khí âm quỷ. Phía trên thái âm tinh này, âm khí dĩ nhiên dày đặc, nhưng đi vào căn phòng này thì trong âm khí xen lẫn chút quỷ khí. Hắn tiến vào trong, đập vào mắt là những cái giá sách. Trước đây, trong Thái Dương Cung chẳng có gì ngoài cung điện trống rỗng, không ngờ trên kệ sách ở nơi này vẫn có sách. Thoạt nhìn, nàng quả thật rất muốn chiêu mộ thêm đệ tử ở đây. Khi hắn đi vào, tia sáng trong mắt biến đổi, sau đó hắn trông thấy một người đứng ở nơi đó. Đây là một người vóc dáng cao lớn, nhưng đứng ở tại đó lại giống như một cái bóng. Mắt thường thấy hắn ta ở đó, nhưng lại không cảm nhận được. Cho dù mắt thường nhìn thấy thì cũng tựa như là một bóng ngược. Giây phút đầu tiên hắn trông thấy đối phương thì nghĩ đến một người, Cao Tuyền Tông. Vị Cao Tuyền Tông thần bí lúc trước kia, Lâu Cận Thần cảm thấy hắn ta vừa là Cao Tuyền Tông, lại cũng không phải là Cao Tuyền Tông. Nhưng có thể khẳng định, lúc đầu chính là Cao Tuyền Tông từ trong tranh quan tài ở cõi âm đi ra, bởi vì đó là xác chết của Cao Tuyền Tông, chỉ là xác chết đã bị hắn giết chết. Thế nhưng, sau đó lại xuất hiện một Cao Tuyền Tông, bây giờ Lâu Cận Thần đã hiểu rõ, Cao Tuyền Tông có thi thể trước đó đã chết rồi, vì vậy sau này Cao Tuyền Tông không có thân thể mới xuất hiện được. Hoặc có lẽ là, Cao Tuyền Tông kia cũng không biết cái chết của bản thân sẽ giúp cho tồn tại chân chính trong quan tài sống lại. Hắn có thể hiểu sơ một ít quá trình, nhớ lại cho đến nay, hắn cũng đại khái có thể đoán được một số cách, chẳng qua hắn không biết chi tiết sâu hơn. Lúc này Cao Tuyền Tông toàn thân áo trắng, đội mũ cao, tóc bạc. Hắn ta đứng trước bức tranh kia, không hề quay đầu, giống như căn bản không biết Lâu Cận Thần đã lặng yên không tiếng động đi tới, lại tựa như biết hết thảy ở trong lòng. Bức tranh hắn ta đang xem là chân dung của một mỹ nữ đẹp tuyệt trần. Nữ tử trong bức tranh ngồi ở trên một chiếc giường quý phi, nhưng nửa người dưới của nàng lại là hai cái đuôi rắn hơi cuộn lại. Giống như hai cặp chân, bị quần áo màu đen che kín, nhưng vẫn có thể trông thấy hai cái đuôi rắn màu bạc rũ xuống một bên giường quý phi. Nàng trông vừa đoan trang vừa có một loại cảm giác quyến rũ, đoan trang của nàng giống như là giả vờ, còn sự quyến rũ tựa như đến từ trong xương. Trong mắt nàng lại lộ ra một loại thờ ơ khác thường, giống như một con rắn đang dò xét con mồi. Nhưng loại ánh mắt này lại khiến người nhìn thấy sẽ không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại sinh ra một ý nghĩ, hy vọng chính mình có thể trở thành con mồi của nàng, mong bản thân có thể trở thành nô lệ dưới váy nàng. Rất xinh đẹp phải không? Cao Tuyền Tông kia đột nhiên mở miệng nói. Lâu Cận Thần không nói chuyện, ánh mắt rời khỏi bức họa kia rơi xuống lưng của hắn ta. Hắn ta giống như bị lửa đốt, thân thể run rẩy, tiếp đó xoay người lại. Lâu Cận Thần biết rõ, lúc hắn ta run rẩy chuyển động thân thể, hơi thở khắp người giống như nước chảy, dường như hắn ta biết hai mắt của Lâu Cận Thần có thể thi pháp, thế nên cực kỳ cẩn thận. Hoặc do vừa rồi Lâu Cận Thần mới nhìn thấy âm quỷ trong gương thì lập tức giết chết, khiến hắn ta sinh lòng cảnh giác. Hắn ta xoay người lại nhìn Lâu Cận Thần, ngay khi Lâu Cận Thần trông thấy mặt hắn ta thì lập tức hiểu rõ, đôi mắt màu máu của hắn ta khiến Lâu Cận Thần nhớ đến bên trong cõi âm. Trong bức họa chôn cất Cao Tuyền Tông, bức tranh khắc trên vách tường, tế tư trong tranh kia đều có ánh mắt chuyển thành đỏ, sau đó phát điên. Mà lúc này, ánh mắt của hắn ta cực kỳ giống với tế tư nổi điên trong bức tranh ấy. Lâu Cận Thần hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Người kia nói, không phải ngươi đã biết rồi sao? Ta tên Cao Tuyền Tông. Lâu Cận Thần nói, ngươi không phải Cao Tuyền Tông, hắn đã bị ta giết, cho nên ngươi mới sống. Trên mặt của Cao Tuyền Tông xuất hiện nụ cười quỷ dị, hắn ta nói, quả nhiên không lừa gạt được ngươi.
ngươi có thể gọi ta là Tư Tinh, người trong tộc gọi chúng ta là Tư Tinh Đại Tế, tên cụ thể hơn thì ta đã quên mất rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 953, Tái Tục Diêm La Đạo, 1. Lâu Cận Thần cảm giác được nguy hiểm từ trên người hắn ta, không biết tại sao, hắn ta chỉ đứng ở nơi đó lại luôn khiến trong lòng người có một loại cảm giác ngứa ngáy. Cảm giác này rất kỳ dị, giống như lông tóc trên người của một người bị tĩnh điện hấp dẫn dựng lên, chẳng qua thứ bị hấp dẫn trên người hắn là một ít tạp niệm. Đương nhiên, chủ ý thức có thể tự ràng buộc thì không sao, nhưng một ít tạp niệm không ngừng sinh diệt và phát tán bị khuấy động, giống như lông tóc gắn liền với thân thể, rút đi một ít thì hoàn toàn không có vấn đề, nhưng vẫn có thể bị ảnh hưởng. Ngươi đang hành pháp với ta? Lâu Cận Thần trực tiếp hỏi lên. À, đừng hiểu lầm, chỉ là một vài bản năng phát ra, giống như chúng ta tự nhiên có thể nghe thấy và trông thấy một vài thứ, nhưng không thể nào cố ý nhắm mắt bỏ ngoài tai. Ha ha, Lâu Cận Thần không muốn tranh cãi với tên này, hắn biết, tranh cãi tiếp thì chỉ có đánh nhau, bởi vì đối phương cũng không phải kẻ vô hại. Nếu là một người có tu vi thấp, chỉ sợ sẽ lập tức trốn chạy ở trước mặt hắn, bằng không sẽ phát điên. Lâu Cận Thần lại hỏi, dường như ngươi biết người trong tranh. Đương nhiên, nàng từng xuất hiện trong thiên địa, dáng người ấy, đến nay ta khó mà quên được. Tư Tinh Đại Tế tựa như đang nhớ lại. Ta nhớ rằng, nàng từng ước nguyện giữa trời đất, muốn xây dựng giới này thành Nguyệt Thần Quốc, đáng tiếc gặp phải người của Thái Dương Thần Cung. Nơi có mặt trăng ắt sẽ có mặt trời, thật sự là đáng tiếc, nếu không thì giới này của chúng ta sớm đã dung hợp vào tinh vũ vô biên, sao có thể hoang vắng nhiều năm như vậy. Nhưng không sao, Thái Dương Cung bị mang đi, Nguyệt Thần nhất định sẽ trở về, Thái Âm Tinh đã không có sự áp chế của Thái Dương Tinh, sẽ lại, lần nữa gieo rắc linh cơ. Tư Tinh Đại Tế nói đến đoạn sau, ngữ khí trở nên kích động, giống như tràn ngập hướng tới vô tận. Lâu Cận Thần nhìn đối phương, nhưng thấy bên cạnh nhiều sách như vậy, thế là không tiếp tục nói chuyện nữa, xoay người đi xem sách. Nhưng Tư Tinh Đại Tế này lại đột nhiên mở miệng nói, những thứ kia, ngươi không thể đụng vào. Lâu Cận Thần híp mắt, hỏi, ồ, vì sao? Bởi vì ngươi không xứng để xem, tay của ngươi quá bẩn, suy nghĩ của ngươi cũng bẩn, cút ra ngoài. Tư Tinh Đại Tế đột nhiên mở miệng mắng chửi người. Lâu Cận Thần năm đó ở bên trong tranh treo tường, sau khi phát hiện có người khác đi ra thì hắn mang theo Trần Cẩn nhanh chóng rời đi, có thể nói là trốn đi. Mà hiện tại, Lâu Cận Thần muốn nhìn xem một chút, người này rốt cuộc có bản lĩnh gì. Hắn không nói chuyện, bởi vì vào lúc này, việc nói chuyện đã không còn ý nghĩa nữa, chỉ có thể giao tiếp bằng pháp. Hai mắt của Lâu Cận Thần dâng lên hai tia sáng mặt trời, lóe ra như kim. Trên người của Tư Tinh Đại Tế thì nổi lên một lớp sáng u ám, trên lớp sáng đó tóe lên đốm lửa, giống như đốm lửa nhỏ rơi vào trong nước. Bên trong vầng sáng âm u nổi lên sóng gợn, nổ ra sương mù. Lâu Cận Thần vươn tay sờ trên đầu, châm kiếm vào tay, chỉ về phía trước, tiến lên một bước, đã đến trước mặt Tư Tinh Đại Tế cách đó không xa. Kiếm trong tay đâm ra, ánh sáng mặt trời trên mũi kiếm xuất hiện ngay lúc kiếm được đâm ra. Vang lên tiếng kiếm rung khẽ, thân kiếm hình thành ánh sáng lung linh, kiếm đâm vào trong sương khói, đâm về phía Tư Tinh Đại Tế. Không thể nói rõ một kiếm này là nhẹ nhàng hay túc sát, nhưng lại ẩn chứa sát khí. Hắn cho rằng, đối mặt với người này, nếu đã ra tay thì phải một kiếm tất sát, không thể nương tay. Kiếm đâm vào sương mù, lẽ ra phải là trống rỗng, như đâm vào trong nước, nhưng hắn lại cảm giác được một lực rất lớn đánh vào thanh kiếm. Vô hình chung, có một vệt sáng u ám đánh vào kiếm, khiến thân kiếm run rẩy, chỉ rung một cái đã khiến kiếm vẫy ra tia kiếm hoa màu vàng. Vẫn như cũ phủ xuống chỗ Tư Tinh Đại Tế, bao phủ không gian di chuyển của hắn ta. Nhưng đối phương là âm linh, chỉ thấy thân hình hắn ta thoát một cái đã chui ra từ bên trong ánh kiếm lấp lánh, nhưng ánh kiếm như lửa đốt vào xương, gắt gao theo sát cái bóng kia. Thế nhưng chỉ thấy cái bóng kia lại lắc một cái, tách rời ra, phân ra từ chính giữa, tựa như bị một kiếm của Lâu Cận Thần rạch ra, đôi mắt màu máu tách ra, lấp lóe ánh sáng đỏ. Trong khoảnh khắc này, hai con mắt giống như lên tới chỗ cực kỳ cao, cao đến tinh không, tựa như đôi mắt của Bí Linh nhìn chăm chú vào nhân gian này. Lâu Cận Thần đột nhiên sinh ra một loại cảm giác chính mình căn bản không cách nào chống lại. Tâm tình trong lòng Lâu Cận Thần sinh ra dao động, giống như tảng đá lớn bị ném vào trong nước,
khơi dậy bọt nước và gợn sóng, tâm trí vốn ngưng tụ vào giây phút này lại, giống như bị người thắt chặt. Toàn bộ không gian đều tối sầm, sau đó Lâu Cận Thần trông thấy bên trong bầu trời xuất hiện từng con mắt màu đỏ. Hắn phát hiện mình bị vây vào giữa, từng con mắt màu đỏ khiến hắn nhớ đến những tộc nhân đã chết của Tư Tinh Đại Tế. Chương 954, Tái Tục Diêm La Đạo 2. Hắn ta giống như tập hợp từng con mắt lại với nhau, sống lại chúng, hắn ta giống như lưng mang sinh mệnh của tộc nhân mà sinh tồn. Đồng thời giống như người chìm xuống đáy nước, bắt lấy một người trên mặt nước để mình lần nữa sống lại. Người bị bắt đó là Cao Tuyền Tông. Cao Tuyền Tông đã mất thân xác, nhưng khi còn sống đã bị hắn ta bắt lấy. Lúc bị Lâu Cận Thần giết chết thì thân thể của Cao Tuyền Tông đã bị hắn ta chiếm giữ, vì vậy hắn ta đã từ dưới đáy vực tăm tối tử vong thâm trầm lần nữa sống lại. Hắn cảm giác toàn bộ không gian đều đang biến đổi, tựa như toàn bộ thế giới đang lật mình, cả người hắn không kiềm được rơi xuống dưới. Cảm nhận của Lâu Cận Thần là như thế, nhưng trong lòng hắn lại đang nói với mình rằng bản thân vẫn còn đứng ở nơi đó. Nhưng hắn lại có một cảm nhận khác, cảm giác như chính mình đang bị đẩy xuống đáy vực tăm tối, lạnh lẽo vô biên. Lâu Cận Thần muốn xuất kiếm, nhưng phát hiện có rất nhiều đôi mắt màu đỏ bên trong bóng tối ấy, hắn không tìm được vị trí chân thân của địch nhân, rơi vào luyện ngục đi. Bên trong bóng tối, giọng nói đột nhiên xuất hiện này dẫn tới một tràng âm thanh ồn ào, những đôi mắt màu đỏ đầy trời đó đều cùng hét lên, rơi vào luyện ngục đi. Lâu Cận Thần không ngừng rơi xuống, không ngừng chìm sâu xuống dưới, hắn kiềm chặt pháp niệm, nhưng mảnh không gian này lại đang không ngừng đi lên. Những cặp mắt màu đỏ càng ngày càng cao, hắn cảm giác chính mình đang ở bên trong giếng sâu, ở biển sâu, ở vực thẳm không đáy, ở luyện ngục. Bên trong bóng tối sâu thẳm, có cái gì đó muốn giam cầm cổ tay, mắt cá chân, eo, cổ của hắn, bạch hổ kiếm hoàn trong phổi của hắn từ khí phổi tràn ra. Từ trong lỗ chân lông chui ra, bao phủ thân thể của hắn, đẩy lùi những thứ giam cầm thân thể hắn. Mặc dù thứ như có dạng xích sắt kia bị đẩy ra, nhưng trong lòng hắn dường như đã hình thành xích sắt, như thể có cái gì đó đang khóa linh hồn của hắn lại. Lâu Cận Thần vẫn không có xuất kiếm, nhưng kiếm trong lòng hắn đang cuộn trào, tia sáng mặt trời trong lòng tựa như sóng chiều dâng trào, muốn chặt đứt xích sắt giam cầm tâm linh hắn. Hai mắt của hắn đã dâng lên ánh sáng, hơn nữa còn là loại ánh sáng mặt trời chói mắt, hắn nhìn vào vùng không gian tăm tối này. Cố gắng nhìn thật kỹ thứ phía sau những đôi mắt ấy, nhưng trong tầm mắt của hắn, những cặp mắt đó đều khảm ở trên vách tường. Vùng bóng tối này lại là một tồn tại tựa như ngục giam, vậy mà thật sự có tường. Trong lòng hắn khẽ động, kiếm trong tay vung lên, vô số ánh kiếm tung bay, đâm vào những con mắt này, sau đó, hắn đâm ra một kiếm. Kiếm này đâm vào hư nguyên, bởi vì ánh kiếm của hắn đâm vào những con mắt này vẫn không tìm được dấu vết tồn tại của Tư Tinh Đại Tế kia. Cho nên hắn chỉ có thể phá vỡ thứ mà mắt thường nhìn thấy. Một kiếm này đâm ra, thân thể và kiếm hầu như biến thành một đường sáng đỏ, dưới kiếm mở ra một cái lỗ, kiếm và người lao ra từ trong bóng tối. Tầm mắt của Lâu Cận Thần sáng ngời, lần nữa về đến thư phòng Cận Nguyệt Viện của Tố Nguyệt Cung. Tư Tinh Đại Tế kia xuất hiện trong mắt hắn, hơn nữa ánh kiếm này không hề dừng lại, một kiếm như cầu vồng đâm ra. Trong mắt Tư Tinh Đại Tế vụt qua một tia sáng, hư không quanh người hắn ta giống như bị ánh kiếm đâm rách. Thân thể của hắn ta cứ như bị bóng ma nhiễu loạn, lập tức biến mất dưới ánh kiếm. Sau đó Lâu Cận Thần lại nghe thấy tiếng xì xào, không nhìn thấy người nhưng nghe được giọng nói. Những giọng nói này dường như đang thương lượng cái gì đó, đột nhiên quát một tiếng, xé nát hắn. Lâu Cận Thần phát hiện giọng nói bất ngờ ấy là vang lên từ trên người mình, tiếng xì xào thật ra cũng đến từ người mình. Hắn nháy mắt hiểu ra, những giọng nói này đều là tạp niệm của bản thân. Vốn tạp niệm tùy sinh tùy diệt vậy mà lại có tư tưởng vào giờ phút này. Lâu Cận Thần cảm nhận pháp thuật này, hắn nhớ đến Diêm La Đạo, pháp thuật của Tư Tinh Đại Tế này giống như đến từ Diêm La Đạo. Cao Tuyền Tông chuyển tu Diêm La Đạo, mà Tư Tinh Đại Tế này cướp lấy dấu ấn sinh mệnh của Cao Tuyền Tông, nên cũng thừa kế Diêm La Đạo. Trong nháy mắt này, Lâu Cận Thần cảm giác nội tâm mình đang bị xé rách, giống như ngũ mã phân thây. Sau khi đến thất cảnh, hầu hết các trận chiến liền biến thành những cuộc chiến huyền diệu khó giải thích. Hắn tụ lại pháp niệm, xem thấu liệt dương hợp vào trái tim, khoảnh khắc trái tim đập lên, tạp niệm xé rách tâm linh hắn trong nháy mắt bị thiêu hủy. Lâu Cận Thần giây phút này khép mắt lại, kiếm dựng đứng ở trước người, mũi kiếm chỉ hướng hư không. Hắn bình ổn tâm niệm,
tìm kiếm sự tồn tại của Tư Tinh Đại Tế. Giao đấu với người, điều kiện chủ yếu là tìm được đối thủ. Tâm hắn dần bình tĩnh lại, hắn biết rõ, nếu như chính mình không tìm được đối thủ, mọi loại kiếm thuật đều vô ích. Các bạn đang nghe truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 955, Thanh Kiếm vào luyện ngục như mặt trời rực sáng. Hắn bắt đầu quán tưởng âm dương thái cực đồ ở trong lòng, cảm nhận mảnh hư không này. Khi lòng hắn bắt đầu yên tĩnh thì sẽ đi vào loại trạng thái huyền diệu này, trái tim hắn bắt đầu lắng nghe âm thanh của thế giới này. Cảm nhiếp âm dương, thế gian vạn vật vạn linh, không ai có thể thoát khỏi âm dương. Đây là quan niệm của Lâu Cận Thần. Cho nên hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình yên tĩnh thì có thể từ trong âm dương nhìn thấy và nghe thấy, âm dương trong lòng hắn hình thành vòng xoáy, nhưng lại tĩnh, lặng giống như tấm gương, phản chiếu lại, cuối cùng, hắn dường như cảm giác được một tia không hài hòa trong âm dương. Ngay khoảnh khắc cảm giác được, ánh kiếm trên người hắn lấp lóe nổ lên, một mảnh ánh kiếm tung bay. Trong nhận thức của Lâu Cận Thần, chút bất thường trong lòng hắn chưa thể chứng minh là đối phương ở đó. Nhưng ít ra có một phương hướng, một động tĩnh, giống như người lên núi săn thú, biết gần đó có một con dã thú núp trong bụi cỏ. Ngươi tạm thời không thể tìm thấy nó, nhưng khi ngươi phát hiện có thứ gì trong rừng thì tự nhiên là lập tức nổ súng. Lâu Cận Thần không có súng, nhưng hắn có kiếm. Thanh kiếm của hắn như ánh sáng mặt trời nổ tung, tán nhưng không loạn, tựa đóa sen nở rộ liền biến mất. Ở trong mắt Tư Tinh Đại Tế như có ánh nắng nở rộ trong lòng, phá tan mây mù. Hắn ta vốn là người trở về từ chí âm chí ám, tuy không sợ ánh sáng mặt trời nhưng cũng không thích. Tuy nhiên khoảnh khắc này có ánh sáng mặt trời chiếu từ trong thể xác và tinh thần ra ngoài, ý nghĩa tồn tại của Tư Tinh Đại Tế giống như không còn. Rực rỡ đó không giống như giết chóc nhưng giết chết tất cả, ánh sáng không sắc bén nhưng lan tỏa khắp nơi, khiến hắn ta cảm thấy mình không còn nơi nào để đi. Tư Tinh Đại Tế chỉ có một suy nghĩ, đó là chìm vào bóng tối vô biên và ẩn mình trong luyện ngục. Tư Tinh Đại Tế đã ở trong bóng tối đó không biết bao nhiêu năm, gọi đáy giếng kia là luyện ngục, giam cầm như tù ngục, ngày đêm rèn luyện tâm hồn. Kiếm hoa tựa mặt trời nở rộ trong đáy giếng u ám, trong khoảnh khắc này, Lâu Cận Thần cảm nhận được sự hiện diện của đối thủ. Cũng cảm giác kiếm của mình nở rộ trong thân thể đối phương, nhưng lại cảm giác chưa đâm trúng. Bóng tối vô tận, ánh sáng kiếm của hắn tựa như bóp nghẹt vô số ý chí và linh hồn, nhưng lại tựa như không giết chết được gì. Tuy nhiên, khi hắn tập trung tâm trí thu kiếm, khoảnh khắc kiếm hoàn sắp bay về thì bỗng cảm giác chút giam cầm. Lâu Cận Thần không kinh ngược lại mừng, tâm niệm động, kiếm hoàn lại nở rộ trong bóng tối. Hắn có cảm giác chạm vào lưng cá. Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là bắt cá trong nước đen, tay luồn vào nước cảm nhận sóng gợn. Cảm giác con cá ở đó nên sờ soạng lại chỉ bắt được bùn, mấy cọng cỏ nước, đang định rút tay ra thì con cá kia bơi tới cắn tay. Thế là hắn trong lòng vui sướng, lập tức chém ra. Ánh kiếm nở rộ rồi trong nháy mắt hội tụ, hàng ngàn ánh kiếm hội tụ lại chém nát hắc ám, hình thành điểm sáng như cực quang. Tuy nhiên khi ánh kiếm rơi xuống, hắn mới biết là chém hụt, đối thủ đã trốn thoát. Lâu Cận Thần thu về ý niệm, ánh kiếm biến ra từ kiếm hoàn chợt lóe chụp lên người hắn hình thành ánh kiếm hộ thể. Lâu Cận Thần không khỏi thở dài trong lòng, mặc dù lúc này vị Tư Tinh Đại Tế kia không thể tổn thương được hắn, nhưng tốc độ chạy trốn huyền diệu khó lường. Hắn cảm thấy là do sự hiểu biết và cảm giác về âm dương chưa sâu, nếu không thì người này không thể nào trốn khỏi kiếm của mình. Kẻ bị hắn cảm nhận được thì không cách nào trốn thoát mới đúng. Đôi khi không phải kiếm dở mà là luôn chém hụt rất khó chịu. Lâu Cận Thần bắt đầu đọc sách trong phòng này. Có rất nhiều sách và được phân loại. Có một kệ sách đều là bí tịch về Thái Âm Đại Đạo, trong đó có sách cơ bản. Cũng có sách dạy học từ nông đến sâu, càng có các loại tâm đắc tu hành của tác giả, chú giải của một số bí tịch. Trừ những thứ này ra, tất nhiên còn có một số cuốn sách giới thiệu cách tu hành. Điều này đã giúp Lâu Cận Thần mở rộng tầm mắt. Tuy những giới thiệu này không cặn kẽ nhưng cũng làm phong phú kiến thức tu hành của hắn. Trong đó có cuốn sách giới thiệu Thiên Địa Đạo Quả. Tên của tác giả khiến Lâu Cận Thần rất bất ngờ, là Nhạc Bằng, hắn không quen thuộc nhưng cũng không xa lạ cái tên này. Trong Yên Lam giới có một cuốn Thiên Địa Khí Luận, mọi người đều nói người viết là Nhạc Chân Nhân. Sau này hắn nhìn thấy một quyển sách trong Càn Kinh Thái Học tên là Nhạc Bằng Hóa Thần Tiểu Lục,
Lúc ấy hắn cho rằng nhạc bằng này chính là Nhạc Chân Nhân đã viết Thiên Địa Khí Luận. Hiện tại lại nhìn thấy có người tên Nhạc Bằng, điều này thực sự không thể tin được, còn là ở trong Thái Âm Tinh Tố Nguyệt Cung có lai lịch lớn. Đệ tử Tố Nguyệt Cung mang theo sách chắc có hạn chế, nên sách được nàng mang theo chắc chắn là có ý nghĩa với nàng. Chương 956, đọc sách 1. Lâu Cận Thần dở sách này ra, trong sách không có chữ nào giới thiệu về tác giả. Chỉ thấy khúc dạo đầu viết, trong thiên địa có vô vàn pháp, chẳng qua là nhất niệm diễn hóa, rồi thần tích lũy bên trong, nhưng mỗi người có thân thể và tâm khác nhau nên kết ra quả vĩnh sinh cũng khác biệt. Thời gian có quả, không gian có quả, ngũ hành có quả, âm dương đều có quả, cho dù muốn cho tâm ma sinh ra quả cũng đều tùy tâm. Người lên cây hái trái, hái xuống là quả, nhưng không hẳn là quả, vì có người cho rằng trái chưa được là chưa đắc đạo quả. Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng thật ra đạo quả cũng phân hư thực, đắc đạo quả là thực quả, chưa đắc là hư quả. Cho nên, đạo quả chia ra hai quả hư và thực, chẳng qua mọi người thường chỉ thấy thực quả, cảm nhận được nó, đó là được, mà hư quả là vị giác chưa biết, quả như vậy bị xem là chưa được. Trong sách giảng hư quả, thực quả đại đạo, âm, dương, thời, không, ngũ hành, yêu hận. Lâu Cận Thần xem kỹ cuốn sách này, kỳ thực cuốn sách này là một bản tóm tắt, đồng thời cũng để cho những người chưa rõ ràng về khái niệm đạo quả có nhận thức rõ ràng. Đạo quả duy nhất, nhưng cũng không duy nhất, vạn sự vạn vật đều mâu thuẫn mà lại thống nhất. Hắn cẩn thận lật xem, đặc biệt xem kỹ về mảng âm dương. Âm dương này là đạo quả rất lớn, thậm chí có thể nói âm dương bao gồm hết thảy, nhưng trong sách viết kết thái âm quả là tổ sư của Tố Nguyệt Cung, kết thái dương quả là tổ sư của Thái Dương Thần Cung. Theo lời trong sách nói, nếu hai người sở hữu hai đạo quả thì người đời sau vĩnh viễn không cách nào hái được chúng nữa. Nhưng sách này cũng nói, đạo quả vừa là duy nhất, nhưng cũng không chỉ là duy nhất. Lâu Cận Thần đọc mà hoang mang, không có cảm thụ chân thực, hắn còn chưa đến một bước kia nên hơi khó hiểu. Tuy nhiên, ít nhất Lâu Cận Thần cảm thấy âm và dương không phải là thái âm và thái dương tách biệt. Chẳng bao lâu sau, hắn nhìn thấy đạo quả của âm dương thái cực. Đương nhiên âm dương thái cực này là Nhạc Bằng viết sơ trong sách, âm dương thái cực tưởng pháp là quan tưởng pháp có hiệu quả. Biết phương pháp này có căn nguyên, đã có người kết thành đạo quả. Lâu Cận Thần thầm cảm thán, hóa ra mọi việc đều đã có người đi trước, dù ở thế giới mà hắn sinh ra cũng có lý luận âm dương thái cực. Bây giờ nghe nói đã có rồi thì hắn cảm thấy hơi hụt hẫng rồi lại biết là tất nhiên. Lâu Cận Thần bình tĩnh lại, đọc nội dung cuốn sách này khiến hắn có cảm giác như đang ngước nhìn các vì sao. Những ngôi sao nhỏ đều đến từ đạo quả, hắn nghĩ ngôi sao nào bị người chiếm cứ, nhưng sự thực là hắn còn ở trong giới, không thể ra vào tinh vũ. Đối với hắn, đạo quả giống như nhìn lên bầu trời có những vì sao xa xôi, ngoài tầm với, tìm hiểu những thứ này bây giờ chỉ là biết tên của các đạo quả. Lâu Cận Thần đọc tiếp, quả nhiên thấy dòng chữ, ta viết cuốn sách này chỉ để nói cho người đời biết có vô số đạo quả, người đến sau đừng vì thấy người đi trước chiếm vị trí đạo quả mà thấy thất vọng. Chúng ta nên học tập tiền bối, can đảm mở con đường mới, kết quả mới, sống lâu trong tinh vũ này. Lâu Cận Thần càng đọc sâu mới phát hiện đây là một cuốn sách truyền cảm hứng. Hắn khép sách lại, sinh ra mấy phần cảm khái. Cũng ngay lúc này, sau lưng hắn dâng lên một vòng tròn màu đen, trong vòng tròn có cảnh tượng mờ mờ ảo ảo, nhìn không rõ ràng lại vô cùng kỳ dị. Vòng tròn đen vừa xuất hiện đã chụp về phía Lâu Cận Thần như muốn nuốt hắn. Lâu Cận Thần hừ lạnh một tiếng, ánh kiếm trên người phun ra nuốt vào, giống như đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ánh kiếm chợt khởi, nháy mắt hội tụ ở bên ngoài vòng sáng màu đen, chém xuống. Lâu Cận Thần sớm đoán được đối phương chưa đi, nhất định đang chờ cơ hội đánh lén, cho nên hắn cũng đang chờ đợi thời khắc này. Ánh kiếm chém xuống giống như một tia nắng, xuyên qua vòng sáng màu đen, tỏa ra một cỗ mùi vị kỳ lạ. Không thể nói là hôi, giống như mùi chua chua, vòng tròn cảnh tượng màu đen bay vút đi khi ánh kiếm chém xuống. Nhưng vòng tròn màu đen không hề tan biến mà vẫn giữ nguyên hình dạng, nhưng không nở to ra, trở nên có chút bất quy tắc. Ánh kiếm vụt qua, trong không gian nhỏ này không thể thi triển kiếm pháp kiểu kiếm thức tung hoành, chỉ có thể sử dụng tiểu xảo, nhưng kiếm thức có thể tiểu xảo linh động, uy lực cũng tuyệt đối không nhỏ. Chỉ thấy, một đoàn ánh kiếm lấp lóe giống quả cầu ánh sáng nảy lên, lại giống ánh đèn pin hơ trong phòng ngủ, vòng sáng đen bị cắt hơn 10 lần. Vòng sáng cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng,
Lâu Cận Thần nghe thấy một tiếng quát không cam lòng vang lên, vòng đen hoàn toàn tắt. Lâu Cận Thần rõ ràng cảm thụ được huyền diệu của vòng sáng đen này, dù kiếm của hắn đã thắng nhưng không thể phủ nhận pháp thuật của đối phương kém. Các bạn đang nghe truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 957, đọc sách 2. Lâu Cận Thần tiếp tục đọc sách ở đây, lật từng cuốn một, nhanh chóng làm phong phú thêm kiến thức của mình về toàn bộ tinh vũ. Thì ra Yên Lam giới của mình thật sự chỉ là tiểu giới hoang vắng, nếu không thì đã chẳng bị một đệ tử của Tố Nguyệt Cung chiếm cứ để làm đạo tràng. Đồng thời, hắn cũng biết thì ra trong tinh vũ mênh mông vô biên cực kỳ náo nhiệt, hắn thông qua truyện ký của một số nhân vật. Cả sách tập hợp truyền thuyết nhìn thấy yêu hận tình thù, tình hoài hiệp nghĩa đầy rẫy trong tinh vũ. Nhìn từ hành vi lấy Yên Lam giới làm đạo tràng của đệ tử Tố Nguyệt Cung Liên Vân thì người trong tinh vũ có cách cục rất lớn. Trực tiếp dùng một giới làm đạo tràng, loại sự tình này dường như rất kinh người trong tinh vũ. Quan niệm về thiên địa của Lâu Cận Thần lúc này được mở rộng. Có một quyển sách đề cập ân oán giữa Thái Dương Thần Cung và Tố Nguyệt Cung, kéo dài mấy vạn năm, đặc biệt là Thái Dương và Thái Âm thường thường đều là cùng xuất hiện, kiềm chế lẫn nhau, giữ cân bằng. Trong đó có một quyển sách tên là Biên Niên Sử Trời Sao gần vạn năm có ghi chép nhiều sự tích của nhân vật, hoặc là một đoạn giới thiệu, hoặc là một câu nói. Cho dù là một câu nói nhưng được ghi trong này đủ biết người đó ghê gớm cỡ nào, nếu không phải là đại nhân vật thì không được ghi lại. Còn có cuốn Bí Tịch Luyện Bảo, giảng tường tận hơn Cơ Băng Nhạn của Huyền Thiên Tông đã nói, có nguyên bộ cách luyện bảo, cách lựa chọn, phán đoán bảo tài, một món bảo tài cần thông qua bao nhiêu phương thức mới thành pháp bảo thật sự, trong bí tịch đều ghi rõ. Bảo tài khác nhau luyện ra đồ vật cũng khác, một số bảo tài sinh ra trong trời sao, một số ở trần thế. Có bảo tài ở trần gian nhưng phải mang vào trời sao tế luyện, có bảo tài trong trời sao phải đưa vào trần thế tế luyện. Trong này có một loại tên là cách tế luyện huyễn nguyệt độn thiên kính, từ chọn tài liệu đến khắc phù lục. Từ bước đầu đến bước cuối tế luyện, nguyên bộ phức tạp mà lại nghiêm cẩn, Lâu Cận Thần nhìn cảm thấy rất có đạo lý. Cuối cùng tế luyện ra huyễn nguyệt độn thiên kính, khi thi triển thì có ánh trăng thật sự, sau khi khống chế được bảo bối, ánh trăng chiếu tới đâu thì mình động ý niệm là có thể đến nơi. Lâu Cận Thần cảm thấy pháp bảo này rất tốt, có thể sinh ra ảo ảnh hư thực, có thể ẩn trong đó. Sách còn viết nếu là người giỏi về cách ẩn nấp như không gian, lúc tế luyện dung hợp độn pháp của mình vào chẳng những dễ luyện ra huyễn nguyệt độn thiên kính, khi thi triển sẽ càng huyền diệu hơn nữa. Lâu Cận Thần cảm thấy thứ này hợp với Tiết Bảo Nhi nên đã cất sách vào. Lâu Cận Thần lại xem cách tu hành của Tố Nguyệt Cung, nhưng chỗ này chỉ có loại cơ bản, từ trong này đủ để thấy cách tu hành của Tố Nguyệt Cung cực kỳ thuần túy. Trong cách tu hành không chỉ có quan tưởng, còn có cầu chúc, giống như một loại tế thần, chẳng những không phải chỉ hướng một vị thần mà là điều chỉnh tâm linh của mình. Nhưng cũng có một phần trao đổi nguyệt thần, khiến mắt hóa thành ánh trăng chiếu rọi bản thân. Hắn nghĩ rằng Tiết Bảo Nhi có thể đến xem. Hắn nhìn thấy một cuốn sách khác về U Vọng. Trong này viết U Vọng là mặt âm của thế giới. Sách này viết tinh vũ là dương, thế giới có thật, nơi có U Vọng, Bí Linh bị cho là mặt âm, là mặt hư. Trong đó Bí Linh tức là khủng bố, cũng là con mồi rất tốt. Mọi người tu hành từ thực đến hư, thoát thực vào hư, vào U Vọng là hết chịu kiếp trong thực giới, có thể tránh các loại tai kiếp trong đó, từ đây sống lâu. Điều này thế mà giống với đường tu hành do Lâu Cận Thần tự tưởng tượng và tổng kết ra, khiến hắn hơi tự đắc. Lấy Bí Linh làm mồi, Lâu Cận Thần cho rằng điều này rất bình thường, dù sao ở Yên Lam giới này người tu hành đều đang lợi dụng Bí Linh. Xem ra đây là cách làm truyền thống, đã sớm lưu truyền vào Yên Lam giới, chẳng qua người của giới này không biết nguồn gốc từ đâu. Lâu Cận Thần phát hiện thật ra nhiều thứ logic sâu nhất lại giống hệt bên ngoài. Một số thứ trong tinh vũ giống như hạt giống đã bay đi khắp nơi, dù ở góc hẻo lánh nhất cũng bị ảnh hưởng, chỉ là nơi đó cho rằng tất cả là truyền thuyết. Lâu Cận Thần đọc một lúc đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, hắn cảm giác có người đang nhìn chính mình. Quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đôi mắt của Tố Nguyệt Cung Liên Vân trong bức tranh treo trên tường dường như đang nhìn hắn. Lâu Cận Thần cầm cuốn sách trong tay, từng bước đi đến bên bức tranh, mỹ nữ trong tranh có một đôi mắt rắn, tựa như đang dò xét người đứng trước bức tranh. Lâu Cận Thần nhìn chằm chằm vào mắt nàng, hắn cảm thấy thứ mình đang nhìn không phải là một bức tranh mà là một người. Ánh mắt giao nhau, tranh trong mắt hắn mở rộng ra,
Tiếp đó hắn nhìn thấy một đôi mắt khác. Chương 958, tác dụng của chân thực và hư vọng. Đôi mắt kia càng lạnh lùng hơn, loại lạnh lùng này không phải là kiểu ác ý mà là lạnh lùng thuần túy. Hắn rất nhanh liền hiểu được đây chính là ánh mắt của đệ tử Tố Nguyệt Cung Liên Vân bị trấn áp trong Hỷ Yến Chư Thần Sơn. Nàng thông qua tranh của mình có thể nhìn bên trong Tố Nguyệt Cung này. Lâu Cận Thần hơi khom người hành lễ, dù sao đột nhập cung điện của người khác, đọc sách của người ta, dù gì cũng phải thể hiện sự tôn trọng, còn về ân, oán của đối phương và Thái Dương Thần Cung thì không liên quan gì đến hắn. Lâu Cận Thần đọc được một ít ý tứ từ mắt của đối phương. Nhưng hắn không biết đó có phải là ảo giác của mình hay không nên hắn tiếp tục đọc sách, lần này xem sách Ngao Du Hư Vọng. Sách viết con người đi trong tinh vũ, động một cái là trăm năm, nghìn năm, thậm chí cả đời đều không thể đến tinh giới khác. Nhưng đi từ u vọng có thể đến nơi trong thời gian ngắn. Sách này giới thiệu cách đi trong u vọng, trong đó có một ít cấm kỵ và làm sao ở trong u vọng đi tới trời sao khác như ý muốn. Lâu Cận Thần nghĩ đến người của Thanh Hà Giới, hắn cứ nghĩ dù bọn họ phi độn nhanh cỡ nào trong tinh vũ thì cần nhiều năm mới tới nơi được, thì ra có thể đi tắt trong u vọng. Cách này rất phức tạp, có thể đi trong tinh vũ thì đều có cách riêng để ra vào và tìm đường trong u vọng, đây là bí mật của các môn phái lớn. Đương nhiên, cũng có người không đi xa, lang thang quanh giới vực của mình thì không cần ra vào u vọng. Người như vậy rất nhiều, có lẽ họ tu hành mấy trăm năm trên nghìn năm vẫn chỉ quanh quẩn gần giới vực của mình. Cũng có người sớm vào u vọng, nhưng không phải đi xa mà như bơi lội, bơi một vòng rồi lại lên bờ. Lâu Cận Thần rất có hứng thú, nhưng trong này còn viết rắc rối lớn nhất khi Ngao Du u vọng là đi rồi không tìm được đường về nhà. Cho nên đều sẽ đánh dấu thế giới thực để quay về. Ban đầu đa số người đều là thần du u vọng, cho nên thân thể là ngồi ở đó bất động. Đây là dấu hiệu thân thể tối ưu, loại dấu hiệu này được gọi là tọa độ thân thể. Nhưng sau này chân thân đi vào u vọng, không có tọa độ thân thể thì đành để lại dấu hiệu, nó có nhiều loại xưng hô, thường gọi là tọa độ, đạo tiêu, thần ấn, pháp ký. Đây là cá nhân để lại đánh dấu tránh cho lạc đường, cho bản thân dùng, có một số giới vực khổng lồ tạo ra đạo tiêu công cộng. Loại đạo tiêu này giống như hải đăng trên biển, chiếu vào u vọng, nếu có người nhìn thấy thì có thể đến đó. Nhưng điều này cũng sẽ thu hút các loại bí linh trong u vọng. Chỉ có một số giới vực lớn không sợ mấy thứ này mới sẽ tạo ra đạo tiêu lớn dạng hải đăng. Ngoài những thứ này, một điều rất quan trọng là phải có một pháp bảo để có thể du hành tinh vũ và u vọng. Lưu hành nhất trong tinh vũ là pháp bảo dạng thuyền, mịt mờ mà có năng lực đột phá không gian, còn trợ giúp chiến đấu, nên quyển sách này đặc biệt giới thiệu ưu điểm của pháp bảo đó. Bởi vì có pháp bảo thuyền thì có thể du lịch với nhiều người, độ u thuyền của các tông môn mạnh trong tinh vũ là một chiếc chiến hạm. Mà tế luyện loại thuyền có thể vượt u vọng này là một dấu hiệu chứng tỏ tông môn đó mạnh. Sách không ghi rõ cách tế luyện độ u thuyền, nhưng có đề cập một số cường giả không tế luyện độ u thuyền, mà là trực tiếp vượt qua bằng thân, thể. Lâu Cận Thần không tìm được cách tế luyện độ u thuyền trong sách, hắn phát hiện rất nhiều bí mật đối phương đều không ghi rõ, mấy cách tu hành gì đó chỉ ngừng lại ở cấp nhập hư. Lúc này, bên tai Lâu Cận Thần nghe thấy một giọng nói, "Ngươi lại đây." Âm thanh này không phải giọng nói thật sự mà là vang lên trong óc hắn. Hắn lập tức nhìn về hướng bức tranh kia. Trong lòng hắn nghi hoặc, nhưng không đi qua đó. Ngươi sợ cái gì? Ta bị trấn áp ở trên núi kia, lại không thể làm gì ngươi. Thanh âm tiếp tục vang vọng trong lòng hắn. Chỉ riêng việc thanh âm của người khác trực tiếp vang lên trong lòng nhưng hắn không thể từ chối. Hắn biết tu vi của đệ tử Tố Nguyệt Cung Liên Vân đã vượt xa hắn. Giống như một ngôi nhà bị khóa, cửa sổ đóng kín, tự cho rằng không ai vào được, nhưng ánh sáng có thể vào, bụi tự sinh ra. Không khí lọt vào, âm thanh lọt vào, nhưng người trong phòng không rõ chúng vào bằng cách nào, đây là chênh lệch. Hắn cảm thấy lòng mình khóa kín, tâm niệm buộc chặt, người khác muốn lặng yên không một tiếng động xâm nhập chắc chắn sẽ bị hắn biết, nhưng hiện tại hắn không biết. Cho nên, nếu như đối phương đột nhiên thi pháp với hắn thì e rằng không đề phòng được. Vãn bối Lâu Cận Thần xin chào tiền bối. Lâu Cận Thần đi tới trước bức tranh, cúi người chào một lần nữa rồi nói. Tiểu bối nhà ngươi rất cuồng ngạo, được ngươi gọi xưng một tiếng tiền bối, bổn cung nên thấy đủ. Tố Nguyệt Cung Liên Vân lạnh lùng nói, vãn bối luôn khiêm tốn, có chỗ nào cuồng ngạo? Không lẽ tiền bối nghe ai đó nói bậy? Lâu Cận Thần hỏi.
Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 959, Âm Minh Nhân 1. Ha ha, mặc dù bổn cung ở trong núi, nhưng không mù không điếc khi ngươi tiến vào nguyệt cung của bổn cung. Không kiêng nể gì đọc sách mà bổn cung chuẩn bị cho các đệ tử, lẽ nào muốn trở thành đệ tử của bổn cung? Giọng nói của Liên Vân vang lên trong lòng Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần nói, chỉ sợ tiểu bối tu luyện không hợp với cách tu hành của Tố Nguyệt Cung. Ngươi còn chút tự giác, nếu không phải thấy ngươi tu pháp thuộc mạch âm dương đạo thái cực, chỉ bằng vào tạo nghệ thái dương đạo của ngươi thì ngươi đã sớm chết. Nhìn nữ nhân không biết bao nhiêu tuổi này dù bị kiếm đâm thủng ngực vẫn sống sót, Lâu Cận Thần không muốn so đo với vị cường giả này. Hắn nói, đa tạ tiền bối nương tay, bổn cung gọi ngươi không phải vì răn dạy gì, mà là muốn nói cho ngươi một việc, mặt trời của giới này tuy không thịnh vượng, nhưng cũng ổn định, nhưng từ khi các đệ tử của Thái Dương Thần Điện xây Thái Dương Cung, bao nhiêu năm qua đã dung hợp nhiều với mặt trời. Lần này bị người trong Thanh Hà giới thô bạo tách ra, đã tổn thương đến nền móng của mặt trời. Liên Vân nói, cứ tiếp tục thế này thì mặt trời sẽ càng lúc càng tối, tuy không đến mức tắt, nhưng cũng nguy hại cho sinh mệnh của người. Trong giới này, chẳng lẽ cung chủ có biện pháp? Lâu Cận Thần kêu đối phương là cung chủ nhưng trong lòng hắn có cảm giác kỳ quái, bởi vì người khác cũng gọi hắn là cung chủ. Tuy nhiên, hiện tại Kinh Lạc Cung đã không còn, hắn cũng không tiếp tục là cung chủ. Có một biện pháp, tế tự, khiến trong mặt trời sinh ra một vị Thái Dương Chi Thần, vậy là mặt trời sẽ từ từ tỏa sáng trở lại. Lâu Cận Thần sửng sốt vì lời nói của Liên Vân, hỏi, nghe đồn Tố Nguyệt Cung và Thái Dương Thần Cung có thủ lâu dài mà. Tại sao cung chủ khiến trong mặt trời sinh ra một vị Thái Dương Chi Thần? Tố Nguyệt Cung có thủ với Thái Dương Thần Cung, nhưng không có thủ với mọi thứ liên quan Thái Dương. Lời của Liên Vân nghe rất có đạo lý, nhưng Lâu Cận Thần lại cảm thấy đối phương dường như không cần thiết cố ý nói cho hắn biết làm gì. Hắn cứ thấy kỳ lạ, dường như Liên Vân cũng cảm giác được Lâu Cận Thần hoài nghi, bèn nói, ta dạy cho ngươi cách cứu mặt trời, ngươi phải làm một việc giúp ta. Việc gì? Ngươi có một bằng hữu Tiết Bảo Nhi, ngươi có thể mang nàng đến Tố Nguyệt Cung, bổn cung muốn thu làm đệ tử. Lời của Liên Vân khiến Lâu Cận Thần có chút ngoài ý muốn. Nhưng chuyện này hắn không tiện từ chối, dù sao Tố Nguyệt Cung là tông môn cường đại nổi tiếng trong tinh vũ, được tông môn như vậy thu nhận là cơ duyên lớn, phúc lớn cho người đó. Khi Lâu Cận Thần bay trở về từ Thái Âm Tinh, hắn thấy mặt đất vô cùng xa lạ. Vì đây là nơi hắn chưa từng đến, thế là hắn phá mở vân vụ, một đường bay về hướng khác. Hắn không có tâm tư dạo chơi ngóc ngách Yên Lam giới, nhưng hắn nhìn thấy dưới đất có pháo hoa rực rỡ nở rộ. Thế giới này không phải không có khái niệm về pháo hoa, nhưng là trò tiêu khiển của các tu sĩ, nở rộ bằng hình thức pháp thuật, đa số xuất hiện trong tình huống hạnh phúc yên vui hoặc ngày lễ quan trọng. Mà hiện tại thiên địa thế cục ảnh hưởng mọi người, hẳn là không có bao nhiêu người muốn chơi đùa. Vậy thì đây không phải là pháo hoa pháp thuật chúc mừng gì đó, mà là ánh sáng bắn tung tóe khi kịch chiến bằng pháp thuật. Chỉ thấy một tia điện rạch phá bóng tối, từ sơn cốc bắn lên đỉnh núi, tia điện vô thanh nhưng cực kỳ chói mắt. Lúc tia điện đánh trúng mục tiêu đột nhiên tách ra thành bốn mảnh, thì ra là một bóng người đột nhiên tách rời. Nhưng một tia điện chỉ có thể chia thành bốn, bốn tia điện đó đánh vào bốn bóng ma, còn lại một cái bóng thì như sợi chỉ lao về phía người trong sơn cốc. Nữ nhân trong sơn cốc lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Nàng tên là Thị Y Thần, đích truyền của Linh Vu Miếu. Từ khi giới vực bị phá vỡ, miếu chủ từng nói nguy hiểm và tai nạn của Linh Vu Miếu đến rồi. Miếu chủ vốn muốn giải tán các đệ tử, nhưng mọi người đều phản đối, cho rằng mặc kệ là ai đến thì Linh Vu Miếu đều phải đấu tranh đến cùng. Ban đầu mọi người đều cảnh giác cao độ, giấu mình gần Linh Vu Miếu, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Mãi khi mọi người đều thả lỏng cảnh giác thì Linh Vu Miếu bắt đầu có người chết. Người chết rất kỳ lạ, trong mắt người khác thì pháp thuật của Linh Vu Miếu vốn quái dị, dường như là tùy ý thích, không có lối mòn để lần theo, nhưng người của họ chết càng kỳ lạ. Người chết giống như trong thời gian cực ngắn mục nát. Mãi đến có một ngày, bọn họ nhìn thấy một bóng ma, giống như quỷ mị nhưng kỳ dị hơn nhiều. Bọn chúng giống như sinh vật bóng tối, rõ ràng không có hình thể, nhưng có suy nghĩ, biết dùng mưu kế, cực kỳ xảo quyệt. Miếu chủ hô lên với giọng điệu bất ngờ nhưng giải thoát, Âm Minh Nhân, cuối cùng họ cũng đến đây. Âm Minh Nhân là ai? Thị Y Thần không biết, nàng chỉ nghe miếu chủ nói rằng Âm Minh Nhân là kẻ thù lớn của Linh Vu Miếu.
Chương 960, Âm Minh Nhân 2. Hoặc có lẽ miếu chủ biết dài dòng về lai lịch của kẻ địch lớn đã không kịp, bởi vì tối hôm đó, những âm minh nhân này tấn công. Thì y thần phát hiện pháp thuật mà Linh Vu Miếu tự hào rất khó tổn thương chí mạng cho đám âm minh nhân. Nhập hư pháp thuật thuần dương mới làm được, thí dụ như tiếng sấm, tia điện, dương hỏa mới có hiệu quả kiềm chế. Nhưng mỗi lần dùng pháp thuật thuần dương sẽ tiêu hao tâm dương thần khí rất nhiều. Cơ sở trong pháp thuật của Linh Vu Miếu là một chút thần niệm làm mồi, tùy tâm ý hóa sinh. May mắn thì y thần tu phép tâm điện dương mang nên có thể giết ra một con đường khi đám âm minh nhân ùa lên. Nhưng cũng vì vậy mà luôn bị âm minh nhân đuổi theo. Những âm minh nhân này rất kỳ lạ, có khi cảm thấy là một người, nhưng có khi lại cảm thấy một đống người đuổi theo phía sau. Một kích vừa rồi là vì thị y thần thấy chỉ có một âm minh nhân, nhưng khi tia điện bắn ra từ đầu ngón tay, đối phương nhanh chóng tách ra thành nhiều người. Người hóa thành những sợi chỉ sương mù khó thấy rõ trong bóng tối, nhưng thị y thần biết nếu bị chúng bám lấy thì thân thể và tâm thần sẽ khô héo thành gỗ mục. Nhưng bây giờ thị y thần đã không có sức phát ra pháp thuật nữa. Nàng nhắm mắt chờ chết, mí mắt cảm giác có tia sáng chiếu vào, nàng cảm thấy một luồng nhiệt, nàng nhanh chóng mở mắt ra. Chỉ thấy bóng tối bị tia nắng xuyên qua, thân thể của bọn họ bị thủng lỗ chỗ, phát ra tiếng rên rỉ vô thanh. Một cơn gió thổi qua, ngọn lửa nhỏ trên người họ bốc cháy mãnh liệt, nuốt chửng tất cả. Sau đó, nàng nhìn thấy một người rơi xuống đỉnh núi. Người đàn ông mặc áo rộng, tay áo dài, tóc buộc cao trên đỉnh đầu, đội thiết quan màu đen, một cây châm cài hình kiếm ghim ngang. Trên người hắn không có hào quang rực rỡ, nhưng thật nổi bật trong bóng đêm ánh trăng loang lổ. Nàng biết, đó là pháp vận thanh quang, trong sạch nhẹ nhàng. Thị y thần vái chào, tiểu Vu Linh Vu Miếu thị y thần cảm tạ tiền bối đã cứu mạng. Thị y thần không biết tuổi của Lâu Cận Thần, nhưng khí chất của Lâu Cận Thần rất thần bí, mang theo cảm giác cao quý. Linh Vu Miếu, họ, thị, ngươi biết thị y vân không? Lâu Cận Thần hỏi. Thị y thần hơi sửng sốt, nàng không ngờ rằng tiền bối đã cứu nàng lại biết sư tỷ của mình. Nàng không cảm thụ ác ý từ người Lâu Cận Thần, vừa rồi hắn còn cứu nàng, nàng cảm giác được thiện ý, thế là trả lời, đó là sư tỷ của tiểu Vu. Ồ, hiện giờ nàng ấy đang ở đâu? Lâu Cận Thần hỏi. Thị y thần đáp, tiểu Vu không biết, lúc trước phá vòng vây, sư tỷ và miếu chủ cùng đi hướng Tây. Ừm, mấy thứ vừa rồi là cái gì? Lâu Cận Thần lại đặt câu hỏi, hắn cảm thụ âm quỷ tà dị trong chúng nó. Thị y thần trả lời, miếu chủ nói là âm minh nhân. Âm minh nhân. Lâu Cận Thần chưa bao giờ nghe nói đến những người như vậy. Người không có thân xác vẫn là con người sao? Nhưng nếu có người nhất quyết nói bọn họ là người thì cũng không thể phản bác, không ai quy định con người phải có thân xác. Ngươi ở một mình có được không? Lâu Cận Thần hỏi. Thị y thần lên tiếng, tiểu Vu có thể. Thị y thần không cách nào nói tiếp, bởi vì nàng muốn nhờ Lâu Cận Thần đi cứu giúp sư tỷ và miếu chủ, muốn nhờ hắn giúp Linh Vu Miếu, nhưng rất khó mở miệng. Bởi vì nàng biết, chính mình có tư cách gì nhờ vả. Đối phương cứu nàng là tùy vào tâm trạng và ý tốt. Hơn nữa, đối phương đã quen biết sư tỷ Thị Y Vân, nếu muốn cứu thì sẽ tự động đi. Trong số những âm minh nhân này có tồn tại nào rất mạnh mẽ không? Lâu Cận Thần lại hỏi. Nguyên nhân khiến hắn đáp xuống là vì cảm thụ trong tia điện đó có mùi đặc biệt. Lúc ấy tuy thị y thần không bày ra thuật tia điện nhưng có dùng như ý pháp trung tâm, điều này khiến hắn cảm giác được một chút cảm giác quen thuộc, cho nên đáp xuống và cứu nàng. Pháp thuật của Linh Vu Miếu thần kỳ là thế mà cũng chạy trốn, trừ phi gặp gỡ kẻ địch lớn. Hắn nhảy người lên, hóa một luồng sáng bay về phía tây. Thị y thần nhìn luồng sáng chớp mắt bay xa, trong lòng lại đang nghĩ người này rốt cuộc là ai. Hiện tại trên thế giới đã có rất nhiều người rời đi, nhưng không ai có thể nói rõ ràng con số. Lâu Cận Thần chưa từng đến vùng đất phía Tây, không ai gặp hắn bao giờ. Nhưng thị y thần từng nghe sư tỷ Y Vân đi du lịch đại lục phía Đông, còn kết bái với người ta, sự tích này từng khiến nàng hâm mộ và hướng tới. Trong số những người thị Y Vân kết bái có một người rất nổi tiếng, người kia tên là Lâu Cận Thần, nổi tiếng thiên hạ, từng bị người ở giới ngoại truy nã. Phải chăng là hắn? Thị y thần thầm nghĩ sau khi Lâu Cận Thần rời đi, nàng không ở lâu trong sơn cốc kia, nhanh chóng rời đi, tìm một tòa thành ở gần đó, trốn vào trong đám đông, che giấu hơi thở. Thị y thần không biết mình còn bị đuổi theo nữa không, nhưng nàng rất cẩn thận.
Các bạn vừa nghe xong tập 96 của bộ truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.